Bây giờ là 12 rưỡi đêm. Còn một đống chưa thu xong. Trời ơi. Oh my god. Cập nhật tình hình bây giờ là gần 2 giờ sáng. Một ổ lọng ở đây. Thu thêm được một ít nữa rồi. Quần áo thì thu xong hết rồi. Còn mấy cái đồ này, hoa thì sẽ bị rụng ấy, cho nên là chắc phải cầm riêng. Cái hoa này, cái mắc này là của mình, cái này không phải của mình. Cái này mình sẽ pass, cái này mình sẽ pass lại cho người Việt Nam. Và cái ghế này nữa. Nhưng mà ngày mai thì phải đi học và đi làm kiếm lịch, cho nên là không có thời gian. Chắc là để thứ năm chuyển nhà xong rồi mới bắt đầu đi gọi người ta đến lấy cái bàn sau cùng, ghi ghế sau cùng. Phải dọn hết cái đống này. Mình đang ở tầng 13, bây giờ phải dọn hết cái đống này xuống tầng 1, tầng trệt, xong mới gọi cái xe dịch vụ chuyển hàng, người ta chuyển cho mình. Rồi phải mất phí cho người ta. Quá nhiều đồ luôn, kiểu bây giờ không biết khuân kiểu gì luôn. Thu cả tối đến giờ. Bây giờ thì đi làm bài tập tiếng Đức. Mình sang bên này học đại học bằng tiếng Anh, cho nên là đi học thêm tiếng Đức ở bên ngoài. Bây giờ thì làm bài tập để sáng mai đi học. Cập nhật tình hình. Gần nửa ngày thu dọn từ 8 giờ sáng đến tận 7 giờ tối. Thì bây giờ là bữa cơm đầu tiên. Bánh mì, trứng, salami, Nutella để tí nữa ăn với bánh mì. Salami đây, ăn cho nó ngon vãi. Và bát canh tôm yum, nấu bằng cái sốt tôm yum ấy. Đây là cái phòng mới. Quá là okela đúng không? Tối nay sẽ là tối đầu tiên ngủ ở phòng này. Ta-da! Và đây là phòng của mình. Sau nửa ngày, từ 8 giờ sáng chuyển nhà xong, thu dọn các thứ đến 6 giờ tối. Đây là outfit đi ngủ của tôi. Còn đống cao không thấp. Thì mình sẽ đặt một cái bàn học ở đây màu trắng luôn, một cái ghế có chân, có bánh ấy, cái ghế có chân cái gì vậy trời, để cái bàn học ở đây và một cái ghế. Và đang phân vân không biết có nên mua thêm một cái kệ sách không, nhưng định hôm nay đi, nhưng mà hôm nay ở Đức là đình công hết tất cả các hầu như hết các phương tiện công cộng, cho nên là tiền taxi tăng rất là cao. Nếu mà đi IKEA hôm nay để mua đồ nội thất thì tiền taxi cao lắm, cho nên là chắc sang tuần hoặc thứ bảy mình sẽ làm IKEA cái bàn để đây. Còn cái ghế thì mình phải đặt trên Amazon bởi vì cái ghế ở IKEA hơi đắt. Cái tủ này đựng được rất nhiều đồ luôn. Đây. Quên nó đi nhá. Lại còn lông mi. Ngăn thứ hai mình để đồ lót. Ngăn thứ ba mình để mấy cái áo ngắn tay mùa hè. Ngăn thứ tư mình để áo dài tay.
quần và đồ ngủ. Mình có mấy cái xinh xinh, cái cây này là cây giả mua ở IKEA. Cái thư con bạn thân của mình ở Việt Nam viết cho mình đợt mình chuẩn bị bay sang Berlin. Còn đây là nước hoa, mình thích mùi này với mùi này dã man. Cái này là Burberry, dùng gần hết mùi. Còn đây là Eiffel Tower. Xem mình đi Paris rồi mình mua cái này trông xến quá. Oopsie. Đúng rất là xến nhưng mà đẹp. Souvenir, các kỷ niệm. Đây là cái cuốn album có ảnh mình và các bạn thân của mình ở Việt Nam. Nó tặng mình cái này, cái thư này. Xấu lắm nên là không muốn xem lại. Đây có một chậu hoa dài luôn ở IKEA as well. Cái này là tai nghe. Đây là cái gương này. Cái gương của mình mua ở IKEA màu đen y hệt như thế này năm ngoái, nhưng mà cái phòng của mình tông nó màu trắng, cho nên trước khi chuyển nhà sang cái nhà này thì mình đổi với chị cùng nhà của mình cũ. Chị cùng nhà cũ của mình, chị ấy có cái gương như thế này màu trắng, còn mình thì có cái nhà màu đen. Phòng của chị ấy thì toàn màu đen nhưng mà cái gương lại màu trắng, còn phòng của mình toàn màu trắng, cái gương thì màu đen, cho nên là bọn mình đã đổi cho nhau. Góc này là một cái painting mình tự vẽ. Cái này là nick Instagram của mình. Xinh xinh. Cái này là cái máy xịt thơm phòng 10 phút, hoặc là mình tài 5 phút, 10 phút, 15 phút, nó xịt một lần. Mình đang dùng hương vanilla cho nên là cái phòng mình lúc nào cũng đốt đến thơm cái còn đời nữa, cho nên rất là thơm. Cái này là đồ ăn khô, đồ ăn vặt của mình tống hết vào đây, túi đi chợ, các thứ. Cái này cũng từ IKEA. Cái này là mình tự vẽ. Mình muốn đính nó lên đây nhưng mà mình chưa có thời gian. Mình mới chuyển sang hôm nay. Cái này là cái nón. Năm ngoái mình đi dự sự kiện của Bộ Du lịch Việt Nam ở bên này, mình làm lễ tân tình nguyện ấy, cho nên là mình được tặng cái nón và một số món quà khác. Cái xinh as well. Cái này là mình được tặng. Cái cốc này mình được chị bạn của mình tặng đợt Giáng sinh. iPhone 15 Pro Max Calvin Klein. Cái này là Barcelona. Mình đi du lịch Barcelona đợt vừa rồi và mình được tặng cái này của một cái anh bán hàng lưu niệm. À, mình mới đi Barcelona về cách đây 1-2 tuần, hơn 1 tuần. Thì mình còn chưa up hết cái videos ở Paris, một đống các videos ở Barcelona nữa. Và mình quá lười và mình không có thời gian, mình phải đi học và mình đi làm thêm, cho nên là mình sẽ cố gắng. Oh my gosh. Mình muốn bố mẹ mình ở nhà xem videos của mình nữa, nên là chắc mình sẽ tranh thủ thời gian. Mục đích mình làm YouTube là bởi vì để lưu lại kỷ niệm ấy. Xong sau này mình cho con mình xem, mình nhớ lại kỷ niệm gì, mình có thể mở lại video của mình xem. Đây là cái đầu giường. Cái giường này cute dã man đúng không? Nó không được to lắm nhưng mà một mình nên là không sao. Mình mua cái set này xong mình mua màu với khác nhau, xong rồi mình mix màu với nhau. Mình đi IKEA xong rồi mình thấy kiểu người ta decor các thứ ấy, xong mình bắt chước. Mình rất thích cái gam màu này. Cái đợt mình đi Paris, mình ở một cái căn homestay cũng thiết kế theo cái gam như thế này, nhìn rất là cozy, rất là ấm cúng, cho nên là mình bắt chước. Mình rất là thích. Gương này cái gương cũ cho nên nó màu đen, nhưng mà không sao, mình hết tiền rồi. Đây là mấy cái áo khoác màu này. Những cái gam màu này mình sẽ treo ở đây. Còn đây là một loạt các áo khoác. Đây là tất cả các áo khoác khác của mình. Mình phải có tầm 20 cái áo khoác. Rất nhiều. Còn tủ bên này mình treo mấy cái váy. Còn đồ linh tinh. Hầu như là đồ mình gấp mình đẹp kia sẽ đỡ tốn diện tích hơn đấy. Chỗ này là chỗ bàn cà phê, nhưng mà kiểu
mình chưa có bàn học nên là mình để tạm laptop của mình ở đây. Bao giờ bàn học mình về thì mình sẽ để đây. Mình có một cái đèn. À đúng rồi, có một cái đèn. Ở bên nào nhỉ? Bên này. Mình có một cái đèn này. Cái đèn này rất là to luôn. To vãi luôn. Và nó sẽ gắn vào cái mặt bàn á. Nhưng mà chưa có bàn cho nên để tạm trong đấy. Chắc là hết rồi nhỉ. Còn gì không? Đây là mấy cái cây giả. Có lần mẹ mình xem ảnh xong mẹ mình bảo là có con cũng trồng cây á. Nhưng mà giả. Ok. Xe nước của mình rất là hay khát nước vào lúc đêm. Cái đồng hồ thì chưa lắp pin cho nên là 10 giờ 10. Và thực chất bây giờ cũng tầm 10 giờ hơn đêm. Trùng hợp. Cái đèn này là đèn mình mang từ nhà cũ sang. Cái đèn này nữa tận dụng ấy. Chứ thực chất nếu mà kiểu không có mà mua đèn mới thì kiểu mua màu trắng hoặc màu gỗ nó sẽ hợp phòng hơn đúng không? Nhưng mà thôi không sao, có cái màu trắng matching. Cái hoa khô mình được tặng, thực chất nó là hoa tươi nhưng mình để khô. Và một ít hoa thì mình tự mua, một ít hoa mình được tặng xong mình làm nó khô rồi mình I don't know, kiểu mình thích chơi hoa khô ấy. Trông nhìn nó rất là aesthetic. Oh my gosh. Here là cái này là cái đèn. Cái đèn bắn quá. Cái đèn này lười quá. Khi khác nhá, kiểu tắt hết đèn đi xong bật lên, nó sẽ là galaxy, đổi hết tất cả các màu ở trên trần nhà luôn. Cả một căn phòng galaxy, nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình lười quá. Thôi, đi khác. Cái này là nến thơm. Cái mùi này mình mua tiền Việt Nam là tầm 200.000. Bên này là tầm 6 euro cho một cái nến thơm này, mình dùng gần hết rồi. Cái này cũ, mình mang từ nhà cũ sang. Mình thích cái mùi này lắm, kiểu đốt nên nó rất là ấm cúng ấy. Cái này là tủ đầu giường. Quên cái này đi nhá. Cái ví tiền của mình, Michael Kors. Giấy ăn, có mấy cái linh tinh, tắm các thứ. Ngăn thứ hai là ngăn mình để thuốc, tất cả các loại thuốc. Cái này là cái máy sưởi của Đức. Anyways, mình ở tầng 1 nên là cái view nó kiểu một tay khó mở mãi. Kiểu bây giờ buổi tối nên chả thấy gì. Nhưng mà cái view cửa sổ tầng 1 là cái vườn và cái tàu S-Bahn nó chạy qua. Cái tàu nó chạy qua. Ấn vào đây xuống. Okay, so I think that was it. Mình nghĩ là hết rồi. Kiểu thiếu một cái bàn đây thôi. Nhưng mà khi nào mà bà mình về thì mình sẽ update. Nhưng anyways, cái này là 70% cái phòng của mình. Mình khá là ưng cái phòng này. Nhìn rất là cozy. Cái đèn này mình cũng thích. Mình mua cái vỏ có 4 oi thôi ở IKEA. Cái bàn này có 10 oi thôi. Cái tủ thì chủ nhà lắp sẵn. Cái giường cũng vậy. Hơi nhỏ nhưng mà không sao. Cái thảm mình mua IKEA. Cái này cái cũ. Cái này cái gương. Bàn học đến đây. Bao giờ có thì mình sẽ update. Nói chung là khá ưng cái phòng này. Cái phòng này mình trả ít tiền hơn cái phòng cũ của mình. Nhưng mà lại rất là xinh. 25 mét vuông. Và ở đằng trước là tàu, xe, kiểu phương tiện công cộng rất là tiện lợi. Anyways, xin chào, hẹn lại video tiếp theo. Mình mong là mình sẽ có thể làm video một cách nhanh nhất và sớm nhất, bởi vì mình không có một tí thời gian nào. Video đi Pháp mình còn chưa đăng hết. Và mình lại vừa mới đi Tây Ban Nha về. Nhưng mà lần này đi Tây Ban Nha mình quay không nhiều, bởi vì mình bạn đi club, đi chơi với bạn bè, đi chơi với bạn của mình, cho nên là kiểu enjoy, cho nên là ít khi cầm quay ấy. Nhưng mà vẫn có video, nhưng mà chả biết bao giờ đăng thôi.